xin chào tất cả các anh chị em hôm nay chúng ta cùng xem kinh thánh cựu ước các vua thứ nhì đoạn bốn Các vua thứ nhì đoạn 4 Tôi xin đọc từ câu 1 Anh chị em tìm được rồi tôi xin đọc Và có vợ của một người môn đồ của Đấng Tiên Tri đến phản nàn cùng với Lise mà rằng Kẻ tôi tới ông là chồng tôi đã qua đời Và ông biết rằng kẻ tôi tới ông kính sợ Đức giê va và chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi Elise nói với nàng rằng ta phải làm gì cho ngươi, hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà. Nàng thưa rằng con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Người bèn tiếp rằng hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít. Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó, hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra. Nàng liền đi khỏi người, vào nhà với các con trai mình đóng cửa lại, các con trai nàng đem bình lại và nàng đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng, hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thơ rằng hết chân mình rồi, dầu bèn ngừng lại. Bây giờ nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời thì người nói rằng, hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi, đoạn ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình. Tôi xin đọc đến câu 7. Khi đọc Kinh Thánh thì thấy nó chỉ đơn giản là một câu chuyện. Nhưng khi Đức Chúa Trời ghi chép Kinh Thánh thì Ngài đã ghi chép những ngôi lời rất cần thiết đối với chúng ta. Ngày 7 tháng 10 năm 1962 tôi đã nhận sự tha thứ tội lỗi. Đó là một sự thật như một giấc mơ. Năm 1962, 1962 nghĩa là bây giờ đã được 60 năm phải không ạ? 60 năm vừa qua tôi sống trong Chúa Giêsu. Cuộc sống trước đó tôi sinh ra vào năm 1944 và được đúng một năm sau khi tôi sinh ra thì Hàn Quốc được giải phóng khỏi Nhật Bản. 2015, Bản. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, Đúng. Hàn Quốc được giải phóng. Đúng. Và Đúng. ngay sau Đúng. đó, đến năm 1950, Đúng. thì xảy ra chiến tranh Triều Tiên. Chiến tranh Đúng. thật sự rất thảm khốc. Đúng chúng tôi ở gần bờ sông Naktong cách khoảng mười cây số cha tôi là một người suy nghĩ rất sâu sắc cho nên cha tôi luôn bảo tôi rằng nếu mà con không chịu suy nghĩ như thế thì sống làm sao được Cha tôi không có một việc gì là cứ thế làm mà luôn luôn phải suy nghĩ. Khi nổ ra chiến tranh Triều Tiên, tất cả mọi người đều đi tị nạn nhưng nhà tôi thì không. Tôi hỏi rằng, cha ơi, chúng ta không đi tị nạn sao? Ừ, thì cũng không tốt lắm lý do vì sao chúng tôi không đi tị nạn bởi vì nếu như đi theo những người tị nạn thì uống nước cũng khó chỗ ngủ cũng khó ăn cơm cũng khó tất cả mọi thứ đều khó khăn nhưng khi chúng tôi không đi tị nạn bây giờ thì hàn quốc có bản đồ nhưng ngày đó thì không có bản đồ cha tôi thì sinh ra ở son san có một, lần đi, Đegu, một lần, lần đi lên daegu một lần đi lên busan cho nên cha tôi không rõ về địa lý thời đó cũng không có bản đồ cha tôi không biết phải đi về hướng nào lúc đó thì quân triều tiên đã xông vào rồi Chúng tôi lúc đó muốn vượt qua sông Nắc Tông, tất nhiên là không có cầu. Lúc đó quân Hàn Quốc và quân Liên Hợp Quốc họ đã làm một cái trại phòng ngự ở sông Nắc Tông. Chúng tôi khi đó ở nơi Quân Đông, ở sông Nắc Tông, nó có một cái nhà tang, thì họ bắt đầu giao chiến với nhau. Đạn thì bay qua bay lại như là mưa rơi. Cha tôi ném tôi qua bờ tường, tôi rơi xuống và tôi bò xuống dưới cái gian giữa. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. họ đã bắn pháo bởi vì cái nhà tang nó to nhất nên người ta cứ tưởng đấy là cơ sở của quân triều tiên nên họ bắn sang phía quân mình pháo bay veo và nổ vùm một cái thì bốc ra mùi thuốc súng họ bắn vào con đê chúng mất mấy lần xạ thủ đó nếu mà bắn cao lên một mm thôi thì chắc là nhà đó sẽ bay đi hết tôi cũng sẽ chết nhưng mà may sao nhà không bị sập tôi nằm ở dưới gian giữa sợ quá nên chìm vào giấc ngủ khi tôi tỉnh dậy thì thấy cha tôi đang cõng tôi rồi khi đó trời vẫn đang còn rất sớm cha tôi bắt đầu chạy đi tị nạn mọi người thì đã vượt qua sông nhưng mà chúng tôi không thể vượt qua sông được nữa nên cha tôi chạy theo con đê lên phía bắc đi theo đường, đường cao tốc gangbu neduk thì có một cái chỗ nghỉ chân son san ở đấy có một cái hồ chứa nước rất lớn chúng tôi đã đến khu vực đó ở đó đã trở thành khu vực của quân triều tiên rồi chiến tranh thực sự rất thảm khốc bởi vì mặc dù có nhiều người chết do chiến tranh nhưng mà cái đáng sợ là tất cả mọi người đều trở nên vô cùng hung dữ vẫn là cái làng đó thôi nhưng khi quân triều tiên xông đến thì tất cả trở thành của quân triều tiên nếu có người tố cáo nói rằng anh kia đã nấu cơm cho quân hàn quốc đã đi theo quân hàn quốc thì người ta sẽ đem súng đến bắn ngay nói chung chiến tranh thực sự rất rất là thảm khốc phía trên nhà tôi thì có một anh thanh niên tên là trong nhung anh này hồi nhỏ đã đi đến thành phố Seoul và làm việc ở một cửa hàng giặt là, sau đấy thì lại về. Bởi vì lên Seoul nên nói tiếng Seoul, không nói tiếng nhạc quê. Tất cả chúng tôi thì đều nói tiếng nhạc quê hết. Một hôm khi nhà tôi đang làm cái cối say, thì có ai đó đã tố cáo quân lính đã đến nhà tôi để bắt. Họ mang theo súng nói rằng, mày ra đây, bởi vì anh đó nói tiếng Seoul, chúng tôi thì không phân biệt được tiếng Triều Tiên hay là tiếng Hàn Quốc. Chúng tôi chỉ biết tiếng nhà quê thôi. Những người đó mang súng đến. Lúc đó cha tôi đang ngồi trong phòng, chạy lao ra. Này mấy anh làm cái gì vậy? Họ cũng chẳng thèm nghe. Này, Cậu này, nhà ở phía trên kia tên là Trâm Nhung. Thử cởi áo ra mà xem, đằng sau có cái đốt ruồi nên mới đặt tên là Trâm Nhung. Cậu này ngày xưa đi làm ở Seoul, từ lúc nhỏ. Tôi vẫn cõng cậu này mà, không phải là quân Triều Tiên đâu. Thế là cả nhà đó không nói gì bởi vì cha tôi đã nói như vậy rồi, nên họ mới bỏ đi. Nên cha tôi mới nói rằng không có cha thì thằng Trâm Nhung kia nó chết rồi. Mà đúng là như thế. Thời đó lòng dạ con người rất là xấu xa cho nên khi đó chiến tranh triều tiên vừa kết thúc thực sự đó là một điều vô cùng thảm khốc khi đi học tôi đi học cấp 1. ở lớp tôi có ba phần trăm là những đứa trẻ mồ côi không có bố không có mẹ gia đình tôi không có một ai đi tị nạn hết thực sự tôi thấy sự khôn ngoan của cha tôi rất là quan trọng khi đó điều quan trọng là khi có chiến tranh quân triều tiên thì họ rất giỏi chiến tranh vào ban đêm còn quân hàn quốc thì giỏi chiến tranh vào ban ngày thế là ban đêm quân triều tiên họ ập đến sau khi chiến đấu một hồi rồi thì họ nằm ra họ ngủ họ ngủ thì có khi họ ngủ bên cạnh quân triều tiên luôn họ không thể phân biệt được quân triều tiên hay là quân mình chỉ có một cách thôi đó là quân hàn quốc thì nuôi tóc còn quân triều tiên thì họ cạo chọc nên có khi đang ngủ tỉnh dậy họ sẽ cởi mũ ra sờ thử lên đầu nếu mà đầu cạo chọc thì sẽ đâm cho một cái Nói chung khi quân Triều Tiên đến làng tôi, khi nghe thấy tin là người kia đã nấu cơm cho quân Hàn Quốc thì sẽ giết luôn. Hay khi quân Hàn Quốc đến mà nghe tin có người nào nấu cơm cho quân Triều Tiên thì sẽ giết luôn. Thực sự lòng dạ con người rất là man dợ. Sau khi đi tị nạn rồi, chúng tôi quay trở về quê. Cho đến năm 1960, tức là đúng ngay sau khi chúng tôi đi tị nạn về vào năm 1951, nghĩa là một năm sau thì mẹ tôi đã qua đời. Mẹ tôi qua đời được đúng một tháng thì anh tôi và bộ đội. Còn cha tôi thì phải ra giúp đỡ chiến tranh như là vận chuyển vũ khí, đủ các thứ việc. Nên đột nhiên thì nhà tôi vắng ba người, mẹ tôi, bố tôi và anh tôi. Chị lớn nhất nhà tôi 15 tuổi, chị thứ hai 13 tuổi, tôi 8 tuổi, còn em tôi 4 tuổi. Nên chúng tôi sống trong một gia đình mà chủ gia đình là một cô bé tuổi thiếu niên. Thực sự lúc đó đời sống rất là thê thảm. Hồi còn nhỏ, thì chân tay tôi chỉ toàn là da bọc xương, chỉ có bụng là to. Bởi vì cái gì tôi cũng nhặt ăn hết, ăn cỏ, ăn tất cả. Nói chung, chúng tôi đã sống đời sống rất là nghèo khó. Khi tôi được khoảng 15 tuổi, cũng là lớn rồi, thì tôi bắt đầu đi ăn trộm bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in tôi cùng các bạn lén lút đi vào trong ruộng lúa mì cái lúc nó chín rồi thì chúng tôi sẽ bẻ lấy một ré lúa cho vào trong áo rồi chạy lên trên đỉnh núi chúng tôi đốt lửa lên rồi nướng cái chỗ lúa mì đó sau đây thì xoa xoa thổi thì cái vỏ nó sẽ bay đi trên đời tôi không thấy có gì ngon hơn cái món đó thực sự Tôi đã lớn lên như vậy. Đến năm 15 tuổi, thì vì quá đói, tôi vào trong ruộng khoai tây nhà người ta, đào trộm khoai tây, vào vườn táo, hai trộm táo. Tôi lấy cái con dao gọt bút chì, gấp vào trong vỏ của nó, cho vào trong túi rồi đi Vườn hoa quả thì người ta rào bằng cây bồng, nên chúng tôi lấy con dao gọt bút chì đấy, làm thành một lỗ, bò vào, há trộm táo, xong rồi lại cắm lại như cũ. Đến năm 19 tuổi, tôi có quá nhiều tội, nên tôi chắc chắn rằng mình sẽ phải xuống địa ngục. Và khi đến hội thánh, thì luôn luôn tôi cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi. Năm 15, 16, 17, 18 tuổi, đến năm được 19 tuổi, tôi có quá nhiều tội. Tôi vô cùng đau khổ vì tội lỗi. Từ khi đó, tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh. Trong ngôi lời Kinh Thánh, thì có ngôi lời nói rằng tội lỗi của tôi đã được tha và ngôi lời đó đã vào lòng tôi. Và thế là ngày hôm đó tôi đã nhận ra sự thật rằng tội lỗi tôi đã được tha thứ. Thì từ khi đó, lúc đó, tôi được khoảng 19 tuổi. Tôi cũng đã lớn rồi nên được vào đội hát thánh ca và dạy trường chủ nhật. Mỗi tối thứ bảy thì chúng tôi lại tập hát thánh ca. Sau khi kết thúc hết thời gian tập hát thánh ca thì tôi lên sân khấu. Tôi nói rằng tôi đã nhận được sự tha thứ tội lỗi. Tôi nói trong khoảng 10 phút. Và tôi cũng nói với mọi người rằng phải nhận sự tha thứ tội lỗi. Thì mọi người vô cùng ngạc nhiên. Họ nhìn tôi. Này, anh Park. Ngày đó thì bởi vì tôi là giáo viên nên họ gọi tôi là anh bắc thế thì chúng tôi phải làm sao lúc đấy tôi không biết nói giải thích như thế nào nhưng mà từ khi đó tôi không có ai nói cho tôi biết về sự tha thứ tội lỗi nhưng mà từ khi tôi nhận sự tha thứ tội lỗi cuộc sống trước đấy của tôi thì chỉ toàn là tội lỗi nên tôi hoàn toàn không tin vào bản thân mình tấm lòng tin bản thân của tôi đã sụp đổ. Nếu mà tôi đi theo suy nghĩ của mình thì tôi sẽ thất bại. Tôi đã vận hành trường đào tạo để nuôi dưỡng các thầy truyền đạo từ rất lâu rồi. Tôi đã bắt đầu trường đào tạo vào năm 76. Tôi đã tổ chức như vậy mấy chục năm. Tấm lòng con người thì không thể nhìn thấy được. Nhưng mà tất cả mọi người đều không muốn tỏ lòng mình ra hay là bị phát hiện tấm lòng mình. Nhưng tất cả những người sống tín ngưỡng thì đều muốn tín ngưỡng tốt. Nên người ta cố gắng để tỏ ra mình tốt hơn. Và thế là người ta bắt đầu sử dụng những cách thức của con người từ trước đến nay tôi cũng đã nuôi dưỡng rất nhiều thầy truyền đạo mọi người thì che giấu những cái cách thức con người của mình tỏ ra mình là một người khá được người ta đã tô điểm cho bản thân mình rất nhiều tôi thì biết bản thân mình là một con người rất là gian ác và dơ bẩn từ khi đó thì tôi biết rằng mình đi theo suy nghĩ của mình thì sẽ thất bại. Tôi đã biết rõ cái điều đó. Nên tôi đã chối hết tất cả mọi suy nghĩ nổi lên ở trong lòng mình. Tôi sống theo ngôi lời của Chúa. Thì dần dần tôi có thể thấy được tín ngưỡng của mình phát triển. Trong Kinh Thánh thì Chúa Giêsu nói thế nào? Ai muốn theo ta? Chỉ có một điều kiện thôi. Là gì? Đó là phải liều mình phải chối bản thân cho nên nếu tôi hơi tài giỏi thông minh giỏi hơn người khác một chút thì tôi sẽ muốn giỏi hơn những người khác những cái tài giỏi thông minh đó rất là khó để có thể chối bỏ dù thế nào người ta cũng muốn lập bản thân mình cao lên tỏ mình ra những cái đó thì tất cả mọi người đều có ở trong lòng khi đó tôi đã ăn trộm nhiều nói dối nhiều nên tôi biết rằng mình là một người rất gian ác và dơ bẩn nên có lúc thì tôi có suy nghĩ rằng nếu mình đi theo suy nghĩ của mình thì mình rất thất bại từ trước đến nay, mình chỉ có tội lỗi, mình chỉ có ăn trộm, mình chỉ có cãi nhau và nói dối. Cho nên tôi chẳng có gì là tài giỏi, không có gì là hơn người. Từ khi đó, tôi biết được rằng tôi đi theo suy nghĩ của mình thì sẽ thất bại. Tất cả toàn bộ kinh thánh này đều là muốn nói về điều đó. Ngày hôm nay, trong các vua thứ nhì đoạn 4, có một cặp vợ chồng này. Người chồng thì tin Chúa và đã nhận sự tha thứ tội lỗi. Người chồng đó đã vào trường tiên tri và người vợ thì cũng đi theo. Người chồng thì thực sự thấy mình là một tội nhân dơ bẩn nhưng sau khi tin Chúa nhận sự tha thứ tội lỗi thì dốc hết lòng vào công việc giao giảng tin lành của Chúa. Còn người vợ thì vẫn là đi theo chồng vào trường đào tạo nhưng vẫn không thể hiểu được những điều chồng làm hay việc tin Chúa Giêsu làm sao con người có thể như vậy được nên người đàn bà này không thể nào chối bản thân mình được. đức chúa trời rất yêu người đàn bà này để cho người đàn bà này thực sự có thể thoát ra khỏi tấm lòng tin bản thân mình thì đức chúa trời đã làm việc thật buồn nhưng người chồng đã qua đời trong trường đào tạo thì tất cả những người khác đều đã nhận sự cứu và có đức tin nhưng mà người vợ này thì chưa nhận được sự cứu thấy mình cũng không hợp mà có thấy như vậy cũng không biết làm thế nào khác được một hôm người chồng qua đời người đàn bà này không hề có đức tin nên đã rời bỏ nơi đó Bây giờ mình phải sống với hai con trai này. Bây giờ mình phải nuôi chúng làm sao đây. nhưng bây giờ không còn chồng nữa, nên người vợ này bắt đầu cố gắng để sống. người đàn bà này, kể cả khi có chồng thì vẫn có lòng tin bản thân mình rất lớn. nên đã tự lập kế hoạch rằng mình làm thế này thế kia thì sẽ kiếm được tiền người đàn bà đó đã bắt đầu buôn bán làm ăn nhưng mà điều quan trọng là nếu mà làm ăn ngay từ đầu đã làm số tiền lớn thì sẽ thất bại những người bắt đầu thì chưa biết cái gì hết nên ban đầu khi mà làm ăn thì đừng cố gắng để thành công mà phải học cách kinh doanh trước phải bắt đầu đầu tư từ những số tiền nhỏ học cách kinh doanh từng chút từng chút sau khi đã học được rồi thì mới tăng vốn lên nhưng mà người đàn bà này thì đã mượn tiền của người ta về để làm ăn nên mới thất bại nên những người đòi nợ đến nói rằng phải trả tiền nhưng người đàn bà này đâu có tiền đâu Người đàn bà không còn cách nào khác. Xin hãy đợi tôi một tháng, xin hãy đợi tôi hai tháng. Nhưng mà qua hai tháng, đâu có cách nào để có tiền đâu. Một hôm, những người đòi nợ đến. Này cô ơi, cô định ăn quỵt tiền của chúng tôi đấy à? Không đâu. Sao tôi lại ăn quỵt số tiền đó? Tôi sẽ trả mà. Cô nhớ trả đấy. Vâng, tôi sẽ trả mà. Thế cô định bao giờ trả? một tháng thôi. Xin chờ cho một tháng thôi. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ trả tiền cho các anh mà. Dù có phải ăn trộm tôi cũng phải trả cho các anh. Cô ơi. Chúng tôi đã chờ cô một tháng mấy lần rồi. Nhưng có được đâu, lần này tôi thấy một tháng chắc cô cũng không làm ra tiền đâu được rồi thế thì một tháng nữa cô thử nói xem là cô sẽ kiếm ra tiền bằng cách nào dù bằng cách nào tôi cũng sẽ cố gắng lần trước cô cũng nói thế nhưng mà cô có trả được đâu bây giờ cô cứ thử nói xem nào mà có thể thuyết phục được tôi mặc dù không có cách nhưng mà người đàn bà này thì cứ cố để hoãn thêm một tháng nữa người đàn bà đó nói rằng Tôi sẽ cố gắng hết sức để trả tiền cho các anh mà. Được thôi. Tôi sẽ cho cô thêm một tháng nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi không thể nào đòi được tiền của cô bằng cách của cô nữa rồi. Tôi phải dùng cách của tôi thôi. Cách gì ạ? À? Tôi sẽ cho cô thêm một tháng nữa nên cô hãy trả nợ trả được thì sẽ không có vấn đề gì hết nhưng nếu như mà tôi đã chờ một tháng mà cô không trả được nợ thì tôi đang nghiên cứu cách đòi nợ rồi cô có hai con trai ở đây đứa lớn bán đi làm nô lệ thì sẽ được ngần này đứa nhỏ thì sẽ được ngần này tôi sẽ bán hai con trai của cô làm nô lệ để trả nợ nếu mà bán được thì chắc là vẫn còn thừa tiền còn nếu không thì bán coi như là hết nợ Cô tôi sẽ không nói gì hết một tháng nữa thôi. Nếu mà cô trả được thì tôi sẽ không nói một câu gì. Nhưng mà tôi bị cô lừa không phải mới có một hai tháng mà chắc là đã mười lần rồi. Lần này... Cô hãy xác định đi. Nếu mà không trả được tiền, thì tôi sẽ bắt đầu bán từ thằng lớn đi. Bán đi làm nô lệ để lấy tiền. Nếu mà vẫn thiếu thì sẽ bán cả thằng thứ hai nữa để tôi lấy cái số nợ của tôi. Cô muốn làm thế nào thì làm. Những người đòi nợ đã đi mất. Một tháng gần trôi qua hết rồi người đàn bà dùng bất cứ cách nào cũng không được từng ngày từng ngày trôi qua bây giờ chồng thì cũng đã chết rồi nếu mà hai người con trai bị bán đi thì không biết là sẽ bị bán đi đâu người ta sẽ truyền hết người này đến người khác vậy thì người đàn bà sẽ mất hai con và cả cuộc đời sống vô cùng khổ đau nếu như người đàn bà đó nghe lời chồng và tin chúa từ sớm thì cuộc đời người tin chúa tốt ở chỗ nào tốt ở một điều đó là con người ta sống trên đời. Dù mình có cố gắng vất vả thế nào, nhưng có những lúc thì bởi cái vất vả đó có thể giải quyết được. Nhưng mà có những lúc mà dù đã dùng hết sức của mình, bán hết tất cả rồi mà vẫn không được. Những người thế gian thì người ta chỉ cứ thế thất bại, tự tử. Thế là hết. Nhưng mà người có Đức Chúa Trời thì khi dùng hết cách của mình rồi mà không được thì họ sẽ bỏ cách của mình và nhìn lên Đức Chúa Trời. Những người đã đi hội thánh 10 năm, 20 năm, 60 năm mà vẫn chưa bao giờ thất bại thì rất khó để có thể tin Chúa. Bởi, <laughs> Bởi vì mỗi khi khó khăn thì lại suy nghĩ rằng mình dùng cách này sẽ được, cách kia sẽ được. Người ta sẽ dùng cách thức của con người. Năm 1962 khi nhận sự tha thứ tội lỗi, tại sao tôi lại cảm ơn Chúa? Bởi vì không có một cái gì tôi có thể giải quyết được bằng cách thức của con người. Cho nên, tôi đã biết một cách chính xác rằng là tôi đi theo cách thức của tôi thì sẽ thất bại từ khi đó tôi bắt đầu tin chúa rất nhiều khi tôi hết đồ ăn và phải nhịn đói trước đây tôi đã ăn trộm tôi đã dùng cách thức của con người tôi đã dùng nhiều cách nhưng từ ngày tôi nhận sự tha thứ tội lỗi, mặc dù tôi cũng gặp những sự việc khó khăn y như những lần trước, nhưng lúc đó tôi chỉ có một đấng là Đức Chúa Trời mà thôi. Lần đầu tiên khi tôi đến trong Pali, một hôm, có khoảng 5-6 em học sinh cấp 1 đến học Kinh Thánh. Có những người đầu gấu đến đuổi tôi. Trong đó, khi tôi ăn tối xong khoảng 8 giờ tối, thì mấy thằng đó xông đến đánh tôi, đuổi tôi đi. Chúng ta sẽ giết chết mày. Ngày hôm đó, tôi bị đánh cũng không sao, nhưng mà tôi cảm thấy bực mình nhất. Đó là tôi bị sỉ nhục trước mặt những tín đồ của tôi. Thực sự tôi cảm thấy rất là uất đức về phần đó. Nên tôi cho chúng nó đi về trước. Tôi khóc một mình rất nhiều. Và tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ tôi sẽ lấy cái que tôi đánh từng thằng một vào đầu. Tôi suy nghĩ rất nhiều. nhưng cách thức của tôi thì thực sự chẳng có cách thức nào hết cuối cùng thế là tôi bắt đầu quỳ gối xuống cầu nguyện với chúa tôi vừa khóc vừa cười vừa khóc vừa cầu nguyện qua một tiếng hai tiếng trong lòng tôi có sự bình an và cảm ơn tin rằng đức chúa trời sẽ giúp tôi từ ngày hôm đó thì đêm nào mỗi khi đêm xuống thì tôi lại quỳ gối xuống cầu nguyện với chúa một mình đức chúa trời đã làm một việc lớn nhất trong tôi đó là Chúa đã làm cho tất cả mọi cách thức con người của tôi đều thất bại nên tôi đã biết một cách chính xác rằng nếu đi theo những cách thức con người của mình thì tôi sẽ thất bại nên khi tôi không sử dụng cách thức của mình thì có cách thức gì tôi sẽ theo được cách thức của Đức Chúa trời Tôi đã nuôi dưỡng rất nhiều thầy truyền đạo. Từ năm 1962. Trong 60 năm vừa qua, tôi đã nuôi dưỡng các thầy truyền đạo. Ăn sáng xong, thì chúng tôi nhóm lại và cả buổi sáng thì tôi chia sẻ. Trong suốt mấy chục năm, cứ ăn sáng xong, tôi lại mở Kinh Thánh ra và chia sẻ. Việc dạy người khác cũng quan trọng, nhưng ngôi lời cũng được đầy vào trong lòng tôi. Trong ngôi lời mà buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đọc, thì người vợ môn đồ tiên tri này, chồng đã chết có biết tại sao người đàn bà này lại có nhiều nợ không mặc dù chồng chết nhưng chỉ cần mình làm ăn tốt mình sẽ kiếm được tiền lấy vợ cho hai con rồi sống một tuổi già thật tốt người đàn bà đã suy nghĩ như vậy nên người đàn bà vay tiền về để làm ăn nhưng càng ngày thì nợ càng nhiều hơn đến khi hai con sắp phải bị bán làm nô lệ thì lại không có cách thức gì hết những người mang cách thức của con người nếu mà không có cách thì tự mình suy nghĩ ra cách để bước đi cái cách đó nhưng mà nếu như anh chị em nghĩ rằng tín ngưỡng thực sự là mình cầu nguyện dâng hiến làm việc tốt giữ luật pháp cứ thử làm đi Ban đầu thì thấy mình cảm giác sống hiền lành hơn, sống tín ngưỡng tốt, có đức tin tốt, nhưng không phải đâu. Chắc chắn sẽ thất bại. Chắc chắn. Cho nên trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu mới nói thế nào? Ai muốn theo ta thì phải liều mình vì sao đức gieo va phán ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta những người mang suy nghĩ của bản thân thì có thể đi theo chúa một chút thôi chứ những người mang suy nghĩ của mình thì không thể nào bước đi con đường ấy chắc chắn sẽ thất bại hết có những người vào trường đào tạo các sinh viên thì họ nói là đi theo suy nghĩ của mình sẽ thất bại nhưng mà trong đầu của họ suy nghĩ là thất bại cái gì mà thất bại phải được tốt chứ tôi thấy chia ra đúng hai kiểu người dù hợp việc chúa những người tin bản thân mình và có cách thức của bản thân mình thì rất là khác những người đã thất bại cách thức của mình và trông kệ vào chúa còn những người thì nói rất là hay có những chuyện bình thường thôi nhưng mà những người đó nói thì lúc thì to lúc thì nhỏ lúc thì vui lúc thì buồn có tài ăn nói rất là hay và khi nói chuyện thì người ta nghe cũng thấy hay và thấy giảng cũng hay. Nhưng mà trong cách thức của bản thân thì không bao giờ Đức Chúa Trời làm việc. Thường xuyên, các thầy truyền đạo nói rằng, ôi, mình cứ sống ở dưới mục sư bắc này không được đâu, mình hãy bỏ đi đi. Rất nhiều người đã bỏ đi, họ không chối bản thân mình được. Cảm giác đi thì mình sẽ làm được chúng ta chỉ cần truyền đạo là được chứ sao mình có ngu hơn một sức bắc đâu mình có kém hơn một sức bắc, bắc đâu mình làm chắc chắn sẽ được chứ nhưng rốt cuộc satan khi nó ở trong con người thì nó dẫn dắt con người rất dễ nhưng mà khi tôi thuộc vào đức chúa trời khi tôi thuộc vào đức chúa trời thì satan không thể động vào tôi được và nếu như chúng ta muốn thuộc vào đức chúa trời đức xêu va phán ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta ngài đã phán như vậy vậy thì suy nghĩ của tôi có giống với suy nghĩ của đức chúa trời hay không khác tôi thì suy nghĩ rằng làm như thế này là được mình chỉ cần ra khỏi hội thánh và thế là người ta ra khỏi hội thánh để mình được tốt. người ta vu khống rằng mục sư bác đã biển thủ, rằng mục sư bác đã làm cái điều này sai, rồi thế này thế kia. người ta bị đặt rất nhiều nhưng cuối cùng tất cả đều bị tỏ ra. chính người đó sẽ thấy không bao lâu nữa sẽ thất bại. vì sao? nhưng người tin đức chúa trời thì không dùng những cách thức đó mà dùng cách của đức chúa trời. rồi là mục sư bác đã biển thủ rồi thế này thế kia toàn nói những điều vô lý. Cho nên, họ muốn bắt giam tôi. Họ đã cấu kết với nhau để kết tội tôi những việc mà tôi chưa từng làm. Thế nhưng, một điều vô cùng cảm tạ ơn Chúa, cảnh sát định bắt giam tôi. Họ đã điều tra tôi từ 9 giờ sáng đến 10 giờ đêm, ngày thứ Sáu. Và họ hẹn là thứ hai sẽ khởi tố. Vậy thì nếu như mà 10 giờ tối thứ sáu kết thúc, tôi đến ngân hàng thì người ta đã đóng cửa. Thứ bảy thì người ta không làm việc, chủ nhật không làm việc. Thứ hai thì khởi tố người ta cố tình làm như vậy để tôi không có thời gian chuẩn bị. Nhưng mà tôi thì không có cách thức gì hết. Nhưng mà Đức Chúa Trời, ngày hôm đó, đã làm cho mẹ vợ của công tố viên chết nhưng mà người công tố viên đó khi mà mẹ vợ chết thì không có ai làm đám tang thay cho nên người đó đã xin nghỉ phép ba ngày và trong thời gian đó chúng tôi đã chuẩn bị tài liệu để tỏ ra những việc mà họ đã làm sai bằng cách thức đó dù là người ta có bắt chẹt tôi thế nào Công tố viên đã điều tra tôi, thì mới đây cũng đã bị xét xử. Tôi thì đã được vô tội, nhưng mà phía bên công tố viên đó thì nói rằng rõ ràng đây là tội, nhưng tại sao lại là vô tội? Chắc là bây giờ vẫn đang bị xét xử hay sao tôi cũng không biết chính xác. Trước tòa án thì người đó đã nói rằng trong hai năm vừa qua đã sống trong sắc mộng. Người đó đã cố gắng nguyện tạo những bằng chứng để bắt tội Nhưng tôi. Nhưng mà tôi là tôi tới của Đức Chúa thì, Trời. Thì từng việc đó đều được lộ ra hết. Một anh em trong hội thánh thì nói rằng chúng ta phải mua hệ thống truyền hình cáp. Tôi bảo ơ ừ, mua đi. Nhưng mà cái này cần phải có con dấu cá nhân. Nên tôi đưa con dấu của tôi cho đánh anh đánh em đó. Tôi đưa rồi tôi cũng quên. Nhưng mà sau đấy thì làm ra một sổ tài khoản và cho vào đấy 10 tỷ. Rồi lại sai một người khác đến để rút 10 tỷ đó đi. Và khi rút thì viết là chính ông Park Huk Su đã rút số tiền này. Tôi không có cách nào để biết được rằng tôi đã làm gì vào ngày hôm đó. Nhưng mà lúc đấy, có thầy Moon young Jun đã làm thư ký cho tôi. Khi mà kiểm tra dữ liệu thì thấy ngày hôm đó tôi có nhóm truyền giảng ở hội thành Hanbat. Và khi điều tra ra thì vẫn còn cái băng ghi hình tôi giảng ở hội thành Hanbat cho đến 12 rưỡi trưa. Nhưng mà trong tài liệu của họ thì nói rằng là 11 giờ 11 phút buổi trưa, hôm đó thì chính tôi đã đến trong Nam Đông để rút tiền. Đức Chúa Trời đã gìn giữ tôi tới cùng Ngài thực sự vô cùng cảm ơn. Và người kiểm sát đó bắt tội tôi không được. Nên lúc đấy đã viết đơn xin từ chức làm kiểm sát viên không phải là một việc bình thường đúng không ạ? Nhưng bây giờ phải nghỉ thì đó là một việc vô cùng oán ức. Đức Chúa Trời đã gìn giữ tôi tới của Ngài thì hơn cả ngàn lần, vạn lần những gì mà tôi gìn giữ bản thân mình. Cho nên, anh chị em mà sử dụng cách thức của con người thì đó hoàn toàn là những người ngu. Ở đây, người vợ môn đồ tiên tri sau khi chồng chết, thì tự mình làm ăn, kiếm tiền, nuôi lớn các con, cho các con đi lấy vợ. Và suy nghĩ mình sẽ được sống tốt như vậy. Nhưng cách thức của con người phải sụp đổ thì mới tìm đến cách thức của Đức Chúa Trời. Anh chị em đến hội thánh thì có thể tin được Chúa Giêsu. Nhưng mà anh chị em phải biết được một điều rằng không phải là Chúa Giêsu mà là mình mình làm thì thoải mái hơn phải không ạ à? tất cả đều là như vậy nhưng có những việc không thể làm được nếu như không có Chúa Giêsu khi đó chúng ta phải bỏ hết suy nghĩ của mình xuống và tin một mình Chúa Giêsu thôi. Bây giờ ở trong các vua thứ nhì đoạn 4 này, thì người vợ môn đồ tiên tri đây chính là chúng ta. Người đàn bà này đã mắc nợ, mất hai con. Người ta thì muốn bắt hai con đi làm nô lệ. Cuộc đời như vậy là kết thúc trước đây khi có chồng thì chồng nói rằng em ơi em phải tin chúa em phải nhận sự tha thứ tội lỗi ừ ờ, em đã nhận rồi nhận sự tha thứ tội lỗi rồi nhận như thế nào em nhận thì nhận rồi mà và cứ thế cho qua nhưng mà bây giờ chồng đã chết rồi không còn chồng nữa người đàn bà đã vay nợ để làm ăn, càng ngày càng nhiều nợ, không có cách gì để trả. Và cứ cố để hoãn từng ngày từng ngày, những kẻ đòi nợ đến nói rằng, được thôi cô, tôi sẽ cho cô thời gian đến ngày này ngày này. Cô trả được thì không vấn đề gì, nhưng nếu cô không trả được, thì chúng tôi sẽ bắt hai con trai cô bán làm nô lệ. Tôi nếu không có cách này thì không làm thế nào để lấy lại tiền, chúng tôi sẽ làm như vậy đấy. Người đàn bà không còn con đường nào trước đây người đàn bà này cũng đã cố gắng mượn tiền của nhiều người nhưng bây giờ không còn cho ai mượn tiền nữa cho nên mới phải đi mượn những kẻ cho vay phải không thực sự rất là mờ mịt đến lúc đó thì người đàn bà này mới nhớ đến chồng mới nhớ đến chúa mà chồng mình tin bây giờ hai con sẽ bị bắt đi bá làm nô lệ không thể gặp lại hai con nữa các con phải đi làm nô lệ suốt ngày bị đánh roi vọt các con phải sống cuộc đời như vậy nhưng giờ không còn cách thức nào nữa người đàn bà này tìm tìm mọi cách nhưng vẫn không được thì lúc đấy mới suy nghĩ rằng mình hãy quay về với chúa đi Trước đó thì mặc dù ở trong hội thánh, bởi vì là môn đồ tiên tri cho nên sống cùng với tiên tri, chứ chỉ sống một cách hình thức, chỉ bề ngoài là tin Chúa Giêsu nhưng mà rốt cuộc là tin theo suy nghĩ của mình. Nhưng giờ người đàn bà này, bây giờ mọi con đường đã kết thúc rồi, không còn con đường nào nữa thì mới chỉ có thể tìm đến người của đức chúa trời trước đây thì sống ở trong hội thánh nhưng bây giờ đã bước ra rồi không còn cách nào nữa thì người đàn bà này mới tìm đến Elise người của đức chúa trời người đàn bà nói với tiên tri Elise, tôi tớ của ông là chồng tôi khi còn sống vẫn kính sợ đức Giê-ô-va. đó là điều mà ông cũng biết đúng rồi chồng cô là người hầu việc chúa rất tốt lúc đó mà cũng tin chúa cùng với chồng thì có phải là tốt biết mấy chồng sẽ không phải chết hai con cũng sẽ không bị bán làm nô lệ chẳng gặp chuyện gì khó khăn hết anh chị em dù gặp vấn đề khó khăn gì cách tốt nhất không phải là cách này cách kia chúng ta hãy bỏ hết cách thức của mình cách tin chúa là cách tốt nhất không có gì tốt hơn vào năm 1962, khi tôi đã thất bại hết, không còn con đường nào. Cho đến lúc đó, tôi tưởng mình tài giỏi, mình thông minh. Nhưng mà mọi việc tôi làm đều đã thất bại hết. Cho nên, tôi đã quyết định tin Chúa. Và sau đó, ban đầu thì tôi đi theo những suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng tôi biết được rằng mình tin suy nghĩ của mình thì không thể nào tin Chúa nên tôi đã bỏ hết mọi suy nghĩ của mình. Đôi khi, tôi cầu nguyện với Chúa cảm thấy rất mờ mịt, nếu dùng cách thức của con người sẽ được tốt. Rất nhiều khi như vậy. Nhưng tôi không dùng cách thức của tôi, mà tôi nhờ cậy nơi Chúa. Và qua một lần, hai lần, thực sự, tôi có thể nhìn thấy Đức Trời làm những phép lạ, kỳ diệu nên tôi chỉ tin một mình chúa những học sinh vào trường đào tạo thì tất cả đều tin bản thân mình tôi đã nói điều này rất rất nhiều lần thế mà vẫn suy nghĩ à mình dùng cách thức này sẽ được hầu hết những người đó đều ra khỏi hội thánh nói xấu hội thánh thế này thế kia nói rằng mục sư bắc đã biển thủ để cho mục sư bị xét xử. Trong quá, trong quá trình bán, xét xử, thực sự, tôi đã đấu tranh với công tố viên, nhưng mà người ta không thể tìm ra việc tôi biển thủ một đồng nào. Tại sao tôi phải biển thủ? Người của Đức Chúa Trời mà. Người ta đã làm giả rất nhiều giấy tờ để nói tôi đã biển thủ, nhưng mà tất cả đều bị lộ hết. Đến bây giờ, trong chúng ta vẫn có người suy nghĩ rằng dù gì, cách thức này vẫn sẽ tốt hơn chứ. Nếu như không đập vỡ bản thân mình mà chuyển sang phía của Chúa, người vợ môn đồ tiên tri này đã tìm đến với tiên tri tiên tri Elise không phải là chỉ giúp cho một cách bình thường mà làm cho người đàn bà này bắt buộc phải bỏ suy nghĩ của mình. Nên tiên tri Lise nói rằng, ta phải làm gì cho ngươi? Ngươi có vật gì ở nhà? Trong nhà người đàn bà thì không có một cái gì hết. Nhưng mà chỉ có một hũ dầu. Một hũ dầu thôi. Nên tiên tri Elisa đã nói thế nào? Ngươi hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi. Chớ mượn ít hay mượn nhiều. Và sau đó thì nói rằng, người hãy vào nhà và các con ngươi đóng cửa lại. Rồi hãy đổ dầu vào các bình đó. Hãy bình nào đầy thì để nó riêng ra. Chỉ có một hũ dầu thôi. Nếu như đổ hũ dầu đó vào những cái bình, thì chắc là nó chỉ làm ướt cái đáy thôi là hết nhưng mà mượn nhiều bình về để làm gì thực sự rất là vô lý thế nhưng mà người đàn bà này bây giờ đã thất bại hết bản thân mình không còn con đường nào nên chỉ có thể tin lời của người đức chúa trời thôi nhưng mà anh chị em không bỏ cách thức của mình nếu mà có cách thức của mình thì trong mọi việc sẽ muốn giải quyết bằng cách thức của con người, chứ không phải là tin Chúa. Mặc dù đến hội thánh, dâng hiến làm việc tốt, nhưng thực sự đó không phải là tin Chúa. Tin Chúa thực sự là chúng ta bỏ hết cách thức của mình đi. Mặc dù mình nhìn là không được, mình sẽ thất bại. Nhưng tin lời của Đức Chúa Trời và bước đi thì đó mới thực sự là tin Đức Chúa Trời. Các mục sư nghĩ rằng mục sư bác sư cũng làm được. Mình có gì mà không làm được. Có cái gì mà không làm được. Thế là họ bỏ hội thánh. Họ bắt đầu tự làm riêng, thử đi. Tôi thấy chưa có một ai làm được hết đức trời không vui lòng bây giờ vẫn thỉnh thoảng xảy ra những vấn đề ngay lập tức trong đầu tôi suy nghĩ rằng mình làm cách này cách kia sẽ được tôi nổi lên những cái suy nghĩ đó nhưng mà nếu tôi đi theo suy nghĩ của tôi tôi sẽ thất bại Tôi đã thuê nhà ở Kim Chon để sống với số tiền là 200.000 won. Đức Chúa Trời hình như là cố tình khiến cho tôi khó khăn. Chủ nhà tôi thì tối nào cũng đi học vẽ. Vẽ một cái bức tranh nhỏ thôi. Nhưng mà nghe nói cái đó kiếm được rất nhiều tiền cuối cùng thì mất hết cả tiền cái nhà mà chúng tôi thuê thì có cái tiền đặt cọc nên người đó đã thế chấp nhà mà chúng tôi ở đến ngân hàng để lại đi học vẽ tiếp và đã mất hết số tiền đấy buổi sáng khi chúng tôi ăn sáng xong thì thấy rất nhiều người ở làng tụ tập lại hóa ra người đó đã bỏ đi trong đêm và sau đó thì có một thời gian thì có một quý ông đến nhà tôi hỏi rằng anh Park có nhà không? Đó là giám đốc chi nhánh ngân hàng Cung Min. Người đó nói rằng nhà này đã thế chấp cho ngân hàng nhưng mà người đó lại bỏ chạy rồi. Nhưng bây giờ ngân hàng sẽ lấy lại cái căn nhà này. Ngân hàng, dù có giao bán căn nhà này thì chắc cũng sẽ bị lỗ thôi. Người ta giải thích cho tôi hiểu. Cho nên, chỉ qua một đêm mà cái nhà chúng tôi đang thuê bỗng nhiên bị chuyển cho ngân hàng. Và thế là người ta đến để nói với tôi là phải chuyển nhà đi nhưng mà chúng tôi có nhà đâu mà chuyển đi chúng tôi không có chỗ nào để chuyển đi hết nên mỗi khi có thời gian có hai cách thứ nhất đấy là ăn trộm thứ hai là trông cậy vào chúa mục sư thì có ăn trộm được không phải không ạ những người ăn trộm thì tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ bị bắt đâu. Nhưng mà tất cả những người đó đều vào tù hết. Người đó rất tin rằng mình sẽ không bị bắt. Tôi không thể nào ăn trộm, tôi chỉ có thể cầu nguyện trước mặt Chúa. Tôi cầu nguyện một tháng, hai tháng, ba tháng nhưng giờ không thể hoãn được nữa khi đó tôi cũng có nhóm chuyên giảng ở các thành phố khác và đi nhiều chương trình nhưng mỗi khi ở nhà thì tôi lại cầu nguyện với chúa một lần trong lòng tôi suy nghĩ rằng ngươi đừng chỉ cầu nguyện thôi mà hãy đi xem nhà đi sau khi ăn sáng xong thì tôi đến Gần đó, có một tòa nhà hai tầng rất là đẹp. Tôi hỏi bao nhiêu, thì người ta bảo rằng 200.000. 200.000, kể cả là 10.000 tôi cũng không có. Và thế là xem xong thì tôi đi về khi được khoảng ba tháng rồi một buổi sáng sớm tôi có thời gian lặng lẽ lên gác mái để cầu nguyện ở nhà tôi thì có một cái gác mái ở trong đó thì rất là thấp không thể đứng mà phải cúi xuống nên mỗi sáng sớm thì tôi lại trèo lên đó cầu nguyện ngày hôm đó khi cầu nguyện với chúa cái nhà lần trước ngươi xem thì ngươi thấy thế nào tôi có cái suy nghĩ đó ôi nhà đó thì tốt quá chưa ạ tốt quá chưa ạ khi đó ở kim Chân thì rất là nổi tiếng với những trung tâm may mặc hay là trung tâm cắt tóc nên cái nhà đó chắc chắn là sẽ rất đắt khách nhưng mà tôi đi ra xem thì người ta vẫn treo biển cho thuê Tôi cầu nguyện với Chúa rồi Và tôi có lòng là Chúa sẽ cho tôi căn nhà đó Làm sao mà có lòng như vậy được Nhưng sau mấy tháng cầu nguyện Buổi tối Tôi đã đến gặp chủ nhà Tôi có lòng rằng Chúa sẽ cho tôi căn nhà đó tôi là tôi tớ của đức chúa trời tôi đến thành phố này để giao giảng tin lành của chúa nhưng một người dân trong thành phố đã lừa tôi để thế chấp căn nhà tôi đang thuê cho ngân hàng rồi bỏ trốn cho nên tôi đã cầu nguyện với đức chúa trời tôi có làm rằng chúa sẽ cho tôi căn nhà này tôi thì không có tiền nếu ông cho thì tôi xin cảm ơn thực sự nói những điều đó rất điên rồ thật sự rất điên rồ Nhưng người chủ nhân nhắm mắt lại luôn mãi không mở ra mãi một lúc sau chắc là ông suy nghĩ điều gì đó Hình như là ông đã nhắm mắt trong khoảng mười phút hay sao? Được mấy phút thì ông mở mắt ra. Ông chủ nhà mở miệng nói, Tôi là trưởng lão của Hội Thánh Chí Choa. Câu đầu tiên ông nói là câu đó. Đức Chúa Trời, đã cho tôi một căn nhà tốt ở bên cạnh đường quốc lộ như thế này. Mà tôi tới của Đức Chúa Trời nói muốn dùng làm sao tôi có thể ngăn cản được. Anh hãy dùng đi. Đây là câu chuyện có thật. Cả gia đình đó, ông thì đã qua đời. Nhưng mà ở bên phòng trong thì có tiếng piano. Tiếng piano rất hay. Tôi cảm giác như tôi đang ở trên nước thiên đàng vậy. Đó là con gái của ông lúc đó đang học cấp 3, bây giờ thì đã bảy mươi mấy tuổi rồi. Người đó thì sống ở gần hội thánh của Mục sư liam Múc, tôi cũng đã gặp vài lần ra giảng tin lành. Và sau đó thì chúng tôi nói chuyện một lúc khi tôi đi về thì ông trưởng lão cầm lấy tay tôi bắt tay tôi vậy khi anh đến đây anh sẽ đến tay không thật sao anh đến tay không thì hai bên sẽ rất là khó nhìn nhau vậy anh có thể chuẩn bị được bao nhiêu tự nhiên tôi lại nói là 80.000 ạ vâng cũng được. 80.000. Từ 200.000 mà cả xuống 80.000. Tôi đã nói mất rồi. Nhưng mà làm sao tôi lấy đâu ra 80.000? Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Nói chung, tôi hứa với ông là thứ bảy tới sẽ chuyển nhà đầu tiên nhất là tôi đến gặp ông giám đốc chi nhánh ngân hàng tôi nói rằng xin lỗi ông vì thời gian qua đã làm ảnh hưởng thứ bảy này tôi sẽ chuyển đi ông hãy đến để nhận lại nhà ông giám đốc cầm lấy tay tôi và nói rằng anh park tôi cảm giác như tôi đã ngăn cản con đường của anh park tôi thấy rất khổ tâm. Thế là ông rút tiền ra đếm 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 và cho vào túi quần của tôi. Tôi đi ra và tôi đếm được 10.000, thực sự là một số tiền rất lớn. 10.000, được rồi. Cảm ơn. Và sau đấy thì tôi về. Có một cô đến tìm tôi. Cô đó, hai năm trước, khi chúng tôi mới đến Kim Chơn, thì chúng tôi đã ký hợp đồng là 50.000 để thuê nhà của cô đấy. Nhưng mà nhà cô đấy thì nhiều vấn đề quá nên đã hủy hợp đồng. Hủy hợp đồng thì phải trả lại cho chúng tôi 50.000. Nhưng mà nhà đó thì những cái người đòi nợ cứ đứng xếp hàng ngoài cổng. Nên tôi đến cũng không thể nào gặp được. Có khi đến vào 10 giờ đêm mai ra mới gặp được. Nhưng mà đến thì bảo là anh mang cái tủ quần áo này đi. Rồi thì anh mang cái này cái kia đi. Nên tôi nghĩ là cứ đi đòi nợ nhà này chắc là mình sẽ chết sớm mất. 잊어버렸어. Nên cuối cùng thì tôi quên luôn nhà đó. 그때... Nhưng mà lúc đó 부인이... thì cô này 4, 현금을... đã mang 40.000 tiền mặt đến nhà tôi. 50.000 nhưng mà thiếu mất 10.000. 제가... Anh ơi, 4, tôi mới có 40.000 đây. 가면, tôi sợ không dám mang về nhà bởi vì sẽ có người lấy mất. Tôi có thể quyệt tiền của người khác, nhưng mà không dám quyệt tiền của anh. Lương tâm cáo trách. Nên trước hết, anh hãy lấy lại 40.000 này đi. Tôi có thể cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời đang làm việc. Thế là tôi đã có được 50.000. Có một người bạn mà tôi quen. Không biết nghe tin tôi khó khăn ở đâu mà nói rằng tôi nghe cậu đang khó khăn. Tớ là bạn mà không giúp được cậu. Xin lỗi nhé. Tôi cũng mới làm ăn, không có tiền. Không biết có phải số tiền này cho cậu luôn không, nhưng bây giờ tôi có 20.000. Cứ lấy mà tiêu trước đi và hãy trả nhé. Không trả được thì sao? Có một người bạn như vậy. Khi tôi mang về là bao nhiêu ạ? À? Đã được 70.000 rồi, chỉ trong một tuần thôi. Khi hát, Già Nập Sướng, Krasat, có hát một bài tên là Bạn, đúng không ạ? Bạn Hiền ơi, tôi cứ nhớ đến bài hát đó. Sau này thì tôi cũng trả được. Tôi đã có 70.000 rồi. Lúc đó, trong nhà tôi có khoảng 10.000 cùng chung sống. Tôi, tôi gọi hết lại. Ai có bao nhiêu tiền thì mang hết ra đây. 해가지고, Từ những đồng 10 won, chúng tôi lấy được, được what what khoảng 7.000 bao nhiêu đấy. 주소 Và 주소 cuối cùng, làm cách nào đấy, thì chúng tôi đã có đủ được 80.000. Thứ bảy là ngày chúng tôi chuyển nhà tôi bảo mọi người chuyển nhà còn tôi thì cầm kinh thánh đi ra khỏi nhà tôi đi ra đến gặp một gia đình để giao giảng tôi chia sẻ hết cả buổi chiều đến tối thì tôi mới bắt đầu bước về lúc đấy một cơn mưa rào ập đến cô chủ nhà Bảo rằng thầy ơi Nhà tôi không có ô Mà trời mưa thế này Thầy chờ một chút khi nào mưa tạnh rồi hãng về Nhưng mà hôm đấy không hiểu sao tôi cứ muốn bị ướt mưa Thế là tôi để Kinh Thánh vào trong áo Tôi bảo rằng không sao đâu cô Chúa Giêsu cũng giao giảng tiết lành cả ngày đến buổi tối thì lên núi Olive ngủ chắc ngài cũng phải chịu mưa chứ thế là tôi bước về nước mắt tôi rơi Chúa chú ơi, ơi ngài sao giảng ở Jerusalem chẳng có một căn phòng nào mà phải lên núi Olive những ngày mưa như thế này ngài chú mưa ở đâu Chúa ơi, vào một ngày như thế này, không biết ngài phải chịu ướt mưa ở đâu. Khi sống ở thế gian, thì ngài đã sống như vậy. Người như con đây là gì mà ngài lại ban cho con một căn nhà như vậy? Tôi vừa khóc, vừa khóc, vừa hứng mưa. Ở đây có sau này, qua nhiều năm, trưởng lão đó đã qua đời. Một lần tôi được mời ông đến Hội Thánh Căng Nam tiếp đại ông. Sau khi nghe tin ông qua đời, thì tôi cũng đến Gumi tham dự đám tang, cầu nguyện. Ông là trưởng lão nên có các mục sư và trường lão của hội thánh đó đến tham dự đám ta. Tôi đi về. Con gái của ông thì sống ở gần mục sư Liên Mốc hội thánh Yang Chul. Bây giờ vẫn chưa đến hội thánh chúng ta, thỉnh thoảng cũng có đến. Đức Chúa Trời đang nắm giữ toàn bộ đời sống của tôi. Sau khi tôi giao toàn bộ đời sống của mình vào tay Chúa, dù khi đi bộ đội hay ở trong Pali, Áp Tung hay ở Kim Trơn, thực sự vô cùng tuyệt vời. Tôi đã lấy vợ vào năm 71 tại Kim Trơn. Từ hai bàn tay trắng, tôi đã bắt đầu hội thánh Vợ tôi khi đó mang thai, bụng to lên, nhưng nhà thì hết sạch đồ ăn. Chúng tôi nhịn đói ấy. và tôi đưa vợ đến một trại trẻ mục côi. Tôi nói rằng muốn gặp thầy hiệu trưởng thì thầy hiệu trưởng cũng đi ra. Tôi nói rằng, thưa thầy hiệu trưởng, các em nhỏ phải sống giữa thế gian này mà không có bố mẹ chúng tôi mong các em có thể sống bằng đức tin chúng tôi không đòi bất cứ một cái gì xin hãy cho chúng tôi thời gian chia sẻ kinh thánh cho các em chúng tôi chỉ xin một tuần mà thôi ông hiệu trưởng nhìn từ trên xuống dưới một hồi rồi sau đó đồng ý vợ tôi thầy dạy thành ca chúa yêu chúng em còn tôi thì giảng ngôn lời. Ông hiệu trưởng đứng ở phía đằng sau kia và cứ nghe. Đến buổi tối thì họ chuẩn bị đồ ăn rất là thịnh soạn. Con trai ông là giám đốc một trường cấp 3 ở Kim Chon. Mới đây khi có chương trình Cantata ở Kumi thì người đó đã đến. Tôi nói rằng Tôi biết ông hiệu trưởng trường chạy trẻ một côi đó, thì người đó hỏi, tại sao mà biết? Tôi nói tên ra, thì người đó hỏi, à, mục sư chính là người đó ạ. À. Đúng rồi. Hóa ra đấy là con trai của ông hiệu trưởng chạy trẻ một côi. Ông đã cho chúng tôi tổ chức nhóm truyền giảng ở đó. Buổi trưa cho chúng tôi ăn cơm, buổi tối cũng cho chúng tôi ăn cơm. Chỗ đó cách nhà tôi Khoảng mấy cây số chúng tôi đi bộ đến đó. Vợ tôi thì bụng rất to mà đi bộ cũng rất kém. Đi một lúc rồi lại thấy đau mất tiêu, hóa ra là tủ lại tít phía đằng sau. Tôi rất là cảm ơn. Chúng tôi về ngủ, sáng hôm sau lại nhịn đói đến dạy kinh thánh. Thế là trong 5 ngày, Đức Trời đã cho chúng tôi ăn ngon và chúng tôi trở nên rất gần gũi. Nhưng mới đây thì con trai của ông cũng nói cho tôi biết là bố mới qua đời. Có lần gặp tôi thì dù tôi đi ăn trưa, à, tôi nói rằng, ôi xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi, ngày mai có được hay không? Ngày mai cũng được. Khi đó thì chúng tôi đang có nhóm buổi linh ở đây đâu Tôi dẫn con trai tôi đến họ cho tôi đến một cửa hàng thịt. Hai vợ chồng ngồi. Thì tôi đẩy hết đồ ăn ra và tôi giảng tin lành. Sau đó thì chúng tôi ăn. Chúng tôi cũng thường xuyên gặp nhau và rất là gần gũi. Khi có chương trình âm nhạc thì chúng tôi cũng mời đến. Đức Chúa Trời Người đàn bà khi sống bằng suy nghĩ của mình, những cái gì mình hiểu thì mình làm, những cái gì không hiểu thì mình không làm. Người đàn bà này bây giờ đã bỏ hết cách thức của mình mà có được đức tin, tin vào Chúa. Chỉ có một hũ dầu đấy thôi. Có cái gì đó mà đổ ra. Nhưng giờ, để đổ cái đó ra mà phải mượn thật nhiều bình về. ông tiên tri ơi tôi chỉ có một hũ dầu thôi mà mượn nhiều bình về để làm gì nhớ mượn của người ta về rồi lại vỡ mất bình thì sao nếu là ngày xưa thì người đàn bà sẽ làm như vậy nhưng giờ người đàn bà không còn tin bản thân mình nữa mà đã trở thành một người đàn bà tin đức chúa trời khi tôi trở thành chủ nhân trong lòng mình, thì những gì hợp lòng tôi làm. tôi làm, những gì không tôi hợp thì tôi không làm. Tôi sẽ sống như vậy. Nhưng con đường tin Đức Chúa Trời thật, Đức Diêu Va Phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đừng lối các ngươi chẳng phải đừng lối ta ngôi lời của đức chúa trời thì khác với suy nghĩ của chúng ta con đường khác với chúng ta khi chúng ta lập suy nghĩ của mình lên thì không thể nào bước đi con đường của đức chúa trời người ta có thể không làm chống hết mọi suy nghĩ của mình chỉ giả như làm chống suy nghĩ bề ngoài thôi nhưng chúa sẽ không làm việc thực sự tôi đã bỏ hết cuộc sống sống theo suy nghĩ của mình khi ở Kim Chern khi ở Daegu khi ở Cốc Tông, khi ở Cotrang tôi không có một ai giúp đỡ hết tôi đã nhịn đói rất nhiều lần chị em Soner Sun sau khi nhận được sự cứu, thì đã chuẩn bị cơm mang đến nhà tôi. Tôi thử tính, bao lâu rồi mình mới được ăn cơm nhỉ? Thực sự, có những thời rất khó khăn, thế nhưng mà... Đức Chúa Trời là hằng sống. Chẳng lẽ Đức Chúa Trời đó kém cỏi như tôi sao? Tin Đức Chúa Trời là một điều không điều gì có thể sánh nổi. Người vợ môn đồ tiên tri đổ có một hũ dầu mà mượn bao nhiêu thùng dầu về rồi lại mượn nữa, mượn nữa. Thực sự đó là một điều rất đáng buồn cười. Chỉ có mỗi một hũ dầu thôi, đổ ra thì hết ngay. Nhưng người đàn bà này trước đây thì theo suy nghĩ của mình theo cách thức của mình để sống nhưng <laughs> bây giờ người đàn bà này mục đích của mình không phải là suy nghĩ và cách thức của mình nữa mà mục đích là sống theo ngôi lời của chúa người đàn bà bắt đầu đổ dầu trong phòng thì đầy những thùng cùng hai con trai người của đức chúa trời đã bảo đổ dầu nên họ đóng cửa lại và bắt đầu đổ dầu chỉ đổ một hũ dầu thôi mà một thùng dầu bắt đầu đầy mẹ ơi mẹ ơi dầu cứ chảy ra mẹ ơi nhìn này dầu đã đầy rồi phải rồi bố các con đã tin đức chúa trời này tiếc là bố các con đã đi trước nhưng trước đây mẹ đã không thể tin như vậy mẹ không thể nhìn các con bị bán đi nên mẹ đã bắt đầu tin đức chúa trời nhưng mà đức chúa trời ấy cũng đang làm việc trên cả một người như mẹ đây hãy mang thùng khác đến đây nữa các con vâng mẹ ơi từng thùng từng thùng bắt đầu đầy dầu Chúa ơi, chồng con biết Chúa như thế này nên đã tin Chúa. Nhưng bởi vì con không biết Chúa, nên con chỉ tin bản thân mình. Bây giờ, con cũng sẽ tin đức Chúa trời. Chúa ơi, một người như con đổ dầu mà dầu cũng chảy ra. Chúa ơi con đã bất tin chúa con đã nghịch lại chúa thế mà chúa cũng yêu một người như con sao ngài cũng nghe lời công nguyện của con sao trong lòng người đàn bà này vô cùng cảm ơn chúa trong kinh thánh sau cái đoạn này là hết Đoạn sau thì cũng phải nói đoạn lấy vợ cho con và sống hạnh phúc nữa, nhưng mà chỉ đến đây là hết rồi. Tôi chẳng có cái gì hết, cũng chẳng biết cái gì hết. Ngày xưa, trước khi tôi tin Chúa, thì tôi tưởng tôi tài giỏi. Thực sự rất nực cười, phải không ạ? Thực sự rất nực cười năm 1962. Mọi tội lỗi dơ bẩn của tôi đã chuyển sang Chúa Giêsu và tôi đã nhận được sự rửa sạch tội. Và sau đó, tôi chỉ tin Chúa Giêsu mà thôi. Tất nhiên, cũng có lúc tôi khó khăn, tôi phải chịu đói. Nhiều khi không thể vượt qua. Nhưng Chúa Giêsu chưa một lần nào làm ngơ tôi. Ngài không bao giờ bỏ tôi, mà Ngài nghe hết mọi lời cầu nguyện của tôi và Ngài ở cùng tôi. Bây giờ tôi đã già, không bao lâu nữa tôi sẽ được 80 tuổi. Tôi bước lên bục giảng thì rất là hạnh phúc. Ôi, mục sư, mục sư già rồi, mục sư hãy nghỉ đi. Còn nhiều người trẻ mà. Tôi rất sợ người ta nói với tôi câu <laughs> đó. Nhưng may là vẫn chưa có ai nói như vậy. Nhưng sẽ đến một lúc tôi già. Nghĩ lại thì tôi có Chúa từ trước đến nay. Mặc dù thế gian đã vu khống là tôi biển thủ. Chính những học trò của tôi đã lấy danh của hội thánh để làm hại hội thánh. Rất đáng thương, phải không ạ? Rất đáng thương. Đấng chúng ta có thể tin chỉ là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ấy không bao giờ bỏ chúng ta. Ngài luôn ở cùng với chúng ta. Tôi chẳng là cái gì hết. Đức trời cho tôi sự khôn ngoan để tôi có thể giao giảng tin lành. Rất nhiều mục sư đã nghe bài giảng của tôi được thay đổi. Cho nên tôi được đến Mỹ, đến Đức, đến Châu Phi, đến cả Israel. Tôi vô cùng cảm ơn những việc Đức Chúa Trời đã làm. Anh chị em cũng vậy. Chúng ta hãy bỏ những cái tài giỏi của mình xuống, bỏ những cái kinh nghiệm của mình, bỏ những cái tốt của mình xuống. Chúng ta chỉ tin Chúa và giao hết vào một mình tay Chúa. Thì Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt cho hoàn toàn khác. Rất nhiều người muốn làm hại tôi, họ vu khống tôi, thế nhưng tôi ở trong đức chúa trời thì họ không thể nào làm gì tôi được tôi vô cùng cảm ơn chúa đã gìn giữ hôm nay là ngày cuối cùng của nhóm bùi linh mong rằng tất cả các anh chị em từ trước đến nay chúng ta vẫn dùng cách thức của mình nhưng bây giờ hãy tin vào đức chúa trời thì đức chúa trời sẽ gìn giữ và dẫn dắt như vậy anh chị em sẽ càng hạnh phúc và được phước hơn. Năm 76, chúng tôi đã bắt đầu trường đào tạo với một ít người, nhưng giờ đã ra giảng tin lành ra khắp thế giới một cách vô cùng kỳ diệu. Thật sự mong rằng anh chị em sẽ cùng với tôi bỏ hết mọi cách thức của Đức Chúa Trời chỉ trông cậy vào Chúa. Thì Chúa sẽ chăm sóc tương lai cho anh chị em, gìn giữ tuổi già cho anh chị em, chữa bệnh cho anh chị em. Mong rằng anh chị em sẽ trở thành những người trong kệ Chúa và trở thành những người hạnh phúc nhất, được phước nhất. Tôi xin cảm ơn, tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa, cha thánh của chúng con, người vợ môn đồ tiên tri không có đức tin, nên đã gặp phải nhiều khó khăn không thể thoát ra được. Khi đó, tìm đến Đức Chúa Trời thì Chúa đã giúp cho và làm cho đời sống của người được phước. Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh vì tội lỗi của chúng con. Chúa Giêsu đã đội mão gai. Chúng đã... con là gì mà ngài phải đầu huyết vì những con người như chúng con? Chúng con cảm tạ ngài. Xin Chúa cho tất cả những người nơi đây trở thành người của Đức Chúa trời, không sống theo suy nghĩ của mình mà tin vào Chúa để Chúa có thể giải quyết cho mọi việc, sống đời sống được phước. Xin Chúa ban thêm phước cho các anh chị em. Chúng con cầu xin ân điển ơn Ngài. Thời gian còn lại, xin Chúa dẫn dắt cho chúng con. Chúng con xin cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin cảm ơn.